Thân Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thân Việt. Thưa quý vị, hôm nay trong tập 590, gửi đến quý vị chủ đề tục cảm hứng trước nghị án của vị kiểm sát. Những đề nghị án cho các bị cáo thuộc chuyến bay định mệnh. Đáng lẽ là quý vị sẽ nghe nó, danh từ nó quen thuộc hơn. Chuyến bay giải cứu. Nhưng uh, xin phép với quý vị. Thành việt không dùng danh từ giải cứu. Vì nếu mà dùng danh từ giải cứu. Thì chúng ta phải đặt câu hỏi rằng. Ai giải cứu ai? Nhưng quý vị. Vì vậy mà thành việt mới tạm gọi là định mệnh. Tại sao định mệnh? Định mệnh vì. Từ những cái chuyến bay này. Nó là một cái định mệnh. Để đổi đời. Cho một số. Cụ quan chức. Mà hiện nay tất cả chúng ta đều biết là vụ án đang xảy ra tại Hà Nội. Có lẽ là một số quý vị sẽ không hài lòng với cái chủ đề ngày hôm nay. Vì đáng lẽ Thanh Việt sẽ phải nói về bà PH, phải nói về ông Vôi, à, hoặc là quý vị có thể là thích nghe câu chuyện của bên gia đình của cái nghệ sĩ Vũ Linh hơn tuy nhiên thưa quý vị tất cả những câu chuyện trong gia đình của hồng à, loan bà hồng nhung rồi ca sĩ này ca sĩ nọ thanh việt sẽ ít có bàn luận hơn thưa quý vị bởi vì đối với thanh việt đó chỉ là một vụ án dân sự mọi người chú ý chỉ vì là liên quan đến một nghệ sĩ cải lương khá nổi tiếng Tuy nhiên, ông đã ra đi. Nhưng quý vị, những người ở trong cuộc họ phải tự trách lấy mình. Là nếu họ im lặng, không nói với báo chí, và cho dù họ có đi đến cái phiên tòa của quốc tế đó quý vị, thì cũng chẳng có ai biết được. Cái này là tự vạch áo cho người xem lưng. Rồi câu chuyện nó bị bùng nổ ra đến ngày hôm nay. Thế thì chị muốn trao đổi với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Một cái gọi là cái gì đã làm cho thanh việt phóng sự tục cảm hứng tục cảm hứng à, thưa quý vị đó là cái lời đề nghị những bản án dành cho các cụ quan chức chức vị cực kỳ lớn chứ không phải là những con tép à, như là bà ph và quý vị đây là những cụ quan chức thuộc cấp trung ương thì đây thưa quý vị để cho chúng ta không bị nhầm lẫn. Vì thực sự trong uh, luật pháp đó quý vị, nó rất là khoa học. À, đôi khi chúng ta dùng cái danh từ là nó cứng nhắc thì đúng là như vậy thưa quý vị, đã nói là luật pháp thì phải cứng nhắc. Sau khi đưa được cái bản án thì người ta mới nói đến cái tính chất gọi là yếu tố giảm nhẹ và tăng nặng. Cái lúc đó đó quý vị thì nó cái cảm tính người ta mới đưa vào. Nhưng mà để xét xử vụ án được công bằng thì đầu tiên nó phải là thực sự bỏ qua những cái chi tiết ăn nặng giảm nhẹ hãy nói thực sự về cái án mà họ phải đối mặt thì tóm tắt cho quý vị để khỏi phải nhầm lẫn và khỏi phải thắc mắc đó là bất cứ một quan chức nào nhận hối lộ trên một tỷ đồng tiền Việt Nam thì cái mức án mà dành cho họ nhưng quý vị, ít nhất là 20 năm. Nặng hơn sẽ là trung thân hoặc là tiễn đưa sang thế giới bên kia. Đơn giản là như vậy. Cứ người nào trên 1 tỷ đồng tiền Việt Nam, bản án nó sẽ là ít nhất 20 năm. Quý vị nhớ rõ điều này. 20 năm. Ít nhất. Cao hơn trung thân hoặc là tiễn đưa. Rồi. Bây giờ nó mới ra những cái râu ria nha quý vị. Cái thứ nhất, nếu cái cụ quan chức đó, tại sao tên vị không gọi là bị cáo thưa quý vị? Bị cáo thì không nhận hối lộ nếu là người dân bình thường. Quý vị đưa tiền hối lộ cho bà hàng xóm mới làm gì quý vị? Đâu có ai đến nỗi mà tâm thần như vậy. Phải quý vị, đưa lộ là phải đưa cho các người có chức quyền. Thì ở đây tên vị gọi là cụ quan chức. Cụ quan chức này nếu không may bị lãnh án tử hình Thì cụ quan chức này có thể giảm xuống thành án trung thân Nếu họ trả lại 75% cái số tiền mà họ nhận hối lộ Đây là cái chỗ mà 75% cái số tiền nhận hối lộ nó đi vào đó quý vị Nha. Quý vị thường thường hay thắc mắc là Ủa vậy trả lại 3 phần 4 để mục đích gì cho cái vụ án gì Thì thưa quý vị 75% cái số tiền mà mình nhận hối lộ được hoàn trả lại thì mình sẽ được giảm từ án tử thành án trung thân. Tóm đắc chỉ có đến chỗ đó thôi nha quý vị, không có cái chuyện mà hai à, 20 năm trả lại 75% thì 20 năm sẽ xuống thành 10 năm, sẽ xuống thành 9 năm, sẽ xuống thành 19 năm, không có một cái đạo luật nào nói về câu chuyện đó. nhưng quý vị, nếu mà chúng ta nói 75%. Rồi, cái râu ria thứ hai là cái gì? Là nếu mà các cụ quan chức có hai hoặc là ba tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng thì họ sẽ được giảm án xuống khung liền kề nhẹ hơn. Khung liền kề nhẹ hơn của cái ít nhất 20 năm trung thân hoặc là án tử là gì? 15 năm tới 20 năm. Thấp hơn là 15 năm tới 20 năm. nhân quý vị, rồi thấp hơn nữa sẽ là 7 tới 15 năm. Và thấp hơn nữa sẽ là 2 tới 7 năm. Nhưng theo bộ luật hình sự thì nếu chúng ta có tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng thì cái khung hình phạt sẽ được giảm một khung. Có nghĩa là giảm xuống cái khung 15 năm tới 20 năm. Mà thưa quý vị, đại đa số các bị cáo trong vụ án chuyến bay định mệnh đều là những người, những cơ quan chức nhận trên một tỷ đồng. Nhớ quý vị Trên 1 tỷ đồng Vậy là bộ luật hình sự cho phép chúng ta giảm khung hình phạt Nhưng chỉ giảm một khung Ở xuống bên dưới Một khung duy nhất mà thôi Đó là theo lý thuyết, theo bộ luật hình sự Nếu quý vị nào thích làm luật sư Google Thì Thanh Việt xin mời quý vị thử tra cứu coi có đúng như vậy hay không Thanh Việt cũng vừa làm luật sư Google để tra cứu Mới trình bày quý vị là như vậy Rồi, trong vụ án chuyến bay định mệnh thì viện kiểm sát thanh việt có trình bày với quý vị và quý vị cũng đã đọc báo rồi Đó. họ đề nghị 17 trong 21 bị cáo giảm từ 2 đến 3 khung giảm từ 2 đến 3 khung hình phạt có nghĩa là sao quý vị những quý vị này lãnh trên 1 tỷ đồng nhận hối lộ trên 1 tỷ đồng. Đáng lẽ cái án phạt của họ là khung thứ tư, ít nhất là 20 năm. Thì bây giờ họ chạy tụt một cái xuống từ 7 tới 15 năm hoặc là từ 2 đến 7 năm. Đáng lẽ phải đi trung thân, phải đi 20 năm, trên 20 năm. Thì bây giờ họ chỉ đối mặt cái khung hình phạt là từ 2 đến 7 năm hoặc là từ 7 đến 15 năm. Ôi, một cơn mơ giữa ban ngày. Hôm qua Thanh Việt có dùng là, là giấc mơ giữa ba ngày của ông Tuấn con bà PH. Nhưng mà lần này là giấc mơ thiệt nha quý vị. Không có mộng du. Không mộng du. Một điều không tưởng tượng được, một điều không chấp nhận được. Nha quý vị. Dù nó chỉ là một cái lời đề nghị từ cơ quan có cái quyền buộc tội. Đó là viện kiểm sát vậy là quý vị nắm được cái tình hình sơ qua và chúng ta không nói đến cái câu chuyện là bây giờ chúng ta không cần phải giải thích rằng à, à là vì à, hôm bữa phiên tòa đình lại là vì muốn xem được trả bao nhiêu phần trăm à, trả được bao nhiêu tiền à, um, trả lại tiền nhận hối lộ thì à, thưa quý vị cái đó nó không phải là cái lý do không phải là lý do cái lý do ở đây đó quý vị là giảm đến 2 đến 3 khung thay vì một cái bản án cực nặng ít nhất hai năm và chung thân thì bây giờ chỉ có đối mặt từ hai đến bảy năm hoặc là từ bảy năm đến 15 năm và những cái điều này đó quý vị là không có trong bất cứ một cái bộ luật hình sự bộ luật tố tụng hình sự nào cả không có đó là cái điều nha quý vị dù là bị cáo có trả một trăm dù là chúng ta có tự an ủi và cho rằng à viện kiểm sát dừng cái phiên tòa lại để làm gì À, để xem thử là các bị cáo có trả lại được bao nhiêu để mình giảm thế này thưa quý vị đó chỉ là những cái lời giải thích tự chúng ta giải thích cho nó vui vậy thôi thưa quý vị, tự chúng ta giải thích cho nó vui vậy thôi thân việc hy vọng rằng khán giả của thành việc phóng sự à, không có cái tư tưởng đó ở trong đầu là họ dừng cái phiên tòa lại để làm gì để xem được à, coi được giảm mấy khung khung một khung hai hay là khung ba hay là bốn khung thưa quý vị điều đó không có dù là trả 100%, trăm trả dư ra cũng vậy. Giảm nhiều nhất chỉ là một khung. Nhưng quý vị, chỉ giảm một khung. Mà nó đó chỉ là một cái yếu tố thôi thưa quý vị. Nếu trả hoàn trả lại 100% số tiền. Mà đó chỉ là một cái yếu tố giảm nhẹ mà thôi. Thì nó chưa đủ đâu quý vị. Một yếu tố giảm nhẹ không lây chuyển được cái gì cả. Nó phải có ít nhất 2 đến 3 yếu tố giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng thì người ta mới giảm một khung. Nên cái việc mà giảm hai khung hoặc ba khung thưa quý vị là không thể giải thích rằng viện kiểm sát xem thử các bị cáo này đã trả lại bao nhiêu phần trăm số tiền nhận hối lộ. Vì luật pháp không có cái điều lệ này. nếu một người trả, nếu mà trả hoàn chất lại hết đi nha quý vị hoàn tất lại 100% phần cái nó nhẹ quá cái việc làm một cú nó mạnh hơn để cho quý vị cùng dễ hiểu luôn một ngàn phần trăm trả lại một ngàn phần trăm có nghĩa là tôi chỉ có nhận một tỷ mà bây giờ tôi trả gấp mấy ngàn lần rồi nha quý vị tôi nhận một tỷ tôi trả một trăm tỷ luôn trả một trăm tỷ rồi coi như là cái tiền ăn năn hối cải chuộc lội. Lấy hết tài sản. Từ dòng họ này sang dòng họ nọ đi vay mượn để trả luôn. Thì thưa quý vị, cái đó nó chỉ trở thành là một yếu tố giảm nhẹ. Vì nếu cái vị cụ quan chức này vẫn ngoan cố và không nhận tội. Và cố tình quanh co làm ảnh hưởng đến công việc điều tra đó quý vị. Thì cái tiền mà họ trả lại cho dù một ngàn phần trăm. Nó cũng không làm lung lay được cái bản án. Vì muốn giảm được một khung hình phạt thì nó không phải cần một yếu tố giảm nhẹ mà nó cần hai đến ba yếu tố giảm nhẹ. Chứ không phải chỉ có một điều. Đó là những điều mà Thành Việt muốn chia sẻ với quý vị ở cái bước căn bản, bước đầu tiên hết để chúng ta không nhầm lẫn những câu chuyện mà quý vị có thể là bị ảnh hưởng từ những trang Facebook, từ những trang Youtube khi họ cố tình nói nó bị sai lệch và cho rằng khi mà mình phê bình ai đó quý vị thì phê bình theo đúng luật không phê bình nặng hơn và không phê bình nhẹ hơn viện kiểm soát dân dừng dần cái phiên tòa lại là họ để xem những người bị cáo đó hoàn trả lại tiền chưa và hàng trả bao nhiêu và thật sự ra đó quý vị cái việc hoàn trả tiền đó quý vị nó chỉ có hiệu lực mạnh nhất cho những người lãnh án tử việc hoàn trả tiền là một yếu tố giảm nhẹ nhưng nó chỉ là một yếu tố còn hai yếu tố còn lại của họ có hay không mới là quan trọng hoàn trả lại tiền thân việc xin được nhắc lại nó chỉ có áp phê đối với trường hợp người đang lãnh án tử thì từ án tử nó xuống thành án trung thân đơn giản là như vậy tại sao mà thân việc lại um nhắc đi nhắc lại những cái câu chuyện này làm gì thưa quý vị dư luận xã hội trong và ngoài nước và ngay cả các chính phủ ở một số quốc gia họ đang thực sự theo dõi cái phản ứng và cách giải quyết của pháp luật Việt Nam chúng ta nó ảnh hưởng thực sự rất là nhiều vì chúng ta không thể nói rằng ôi chuyện đó là chuyện của quốc gia của chúng tôi chúng tôi muốn làm sao thì làm làm xí vân vân và vân thì thưa quý vị Đối với những cái mối quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia với nhau. À, thì cái điều đó là không được. Quý vị có tưởng tượng nha. Quý vị có tưởng tượng. Quý vị ký những cái bản hợp đồng làm ăn với một công ty hàng xóm. Mà cái công ty hàng xóm đó xử lý không nghiêm minh những người làm việc trong công ty đó. Khi mà họ à, rút quỷ, bòn quỷ. Thì quý vị có dám bỏ tiền vào để đầu tư làm ăn chung với cái công ty đó không thưa quý vị? thưa là Học, Quý vị sợ. Sợ là vì sao? Vì lỡ mà những nhân viên của công ty đó họ ăn chặn, họ lấy cấp, thì họ cũng sẽ không bị phạt điều gì hết vì cái kỷ luật cái án phạt của công ty đó nó quá nhẹ. Và nó coi thường. Vì vậy mà chúng ta sẽ sợ. Chắc chắn những quý vị nào muốn làm ăn với cái công ty đó sẽ không dám. Và một câu chuyện nó đơn giản hơn là ngay cả cái bà hàng xóm cũng vậy. Quý vị, quý vị cho bà hàng xóm mượn chiếc xe Honda. Mà nếu mà quý vị biết được rằng gia đình bà hàng xóm đã có những đứa con đi quậy phá và đem những cái xe Honda của bà hàng xóm đi thế chấp mà cuối cùng bà hàng xóm cũng không có làm gì về chuyện này. Chắc chắn quý vị sẽ không dám cho mượn xe. Đó là chuyện bình thường. Một câu chuyện hết sức là bình thường. Vì vậy, kết quả của vụ án này nó rất là quan trọng. Vì nó sao quý vị? Vì nó củng cố củng cố cái gì? Sự tin tưởng. Sự tin tưởng trong những cái mối quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa Việt Nam và các quốc gia đó. Chứ không phải đơn giản chỉ là chuyện trong gia đình tôi. Anh xàm xí đừng có đưa cái mỏ vào trong câu chuyện này. thực sự không nhất định là như vậy nhưng họ sẽ nhìn cách chúng ta ứng, cách chúng ta giải quyết những cái vấn đề, những cái vấn nạn này. Mà ngay cả nhé yeah, vị lãnh đạo lớn nhất của chúng ta, đó là Bác Trọng, cũng đã quyết định thanh trừng tất cả những con sau. Thế nhưng khi đến vụ án này, thì những người không hiểu vì một lý do gì, vị kiểm soát lại đưa ra một cái nhận định rất là nhẹ nhàng. Và thưa quý vị, viện kiểm sát đã có hai cơ hội để nhận định, thay đổi cái đời đề, đề nghị. Và cái đời cái lời đề nghị mới nhất của viện kiểm soát vẫn là những bản án cực nhẹ. Còn đối với trường hợp những khán giả, những mạng xã hội nói tiếng Việt thì như thế nào? Thì thưa quý vị, đây là một vụ án mà à, đồng chí tổng bí thư chính phủ và đảng đang mong muốn chỉnh đốn lại niềm tin của người dân vào với lãnh đạo đúng không quý vị vì tất cả chúng ta đều mong muốn rằng nếu một người có chức cao nhưng lại phạm những cái tội nhận hối lộ để trao cái quyền lực đó cho những phần tử sau thì đó là một cái tai hại rất lớn đến cho đất nước và cái niềm tin của người dân bị ảnh hưởng nếu vụ án không được xử một cách nghiêm minh làm những bài học cho tương lai mặc dù không lấy gì để bảo đảm rằng những người khác có trong đó là một bài học để đáng sợ hay không hay là họ vẫn cho rằng không may thì bị túng cao lắm chỉ là một chuyến đi nghỉ dưỡng dài ngày. Như là một vị bị cáo trong vụ án này đã từng nói. Với vợ của mình, đây chỉ là một chuyện không may. Và tôi xem như là một chuyến đi nghỉ mát lâu dài. Thưa quý vị, quý vị có tưởng tượng đây là một vụ án không phải bình thường. Mà là một vụ án là gì vụ án gì quý vị? Vụ án xâm phạm đến những giọt nước mắt, mồ hôi, máu của những người lao động Việt Nam Vào thời điểm đó Tại các quốc gia xa xôi Khi họ mong muốn được chỗ về Với quê hương tổ quốc Thì họ lại bị chính những cá nhân này Đè xu Để lấy tiền Thì không đơn giản Không đơn giản Nhưng quý vị Bản án dành cho những quý vị này Cho dù có nặng đến mấy Cũng không bao giờ trả lại được hết Không hiểu rằng hàng đêm lương tâm của họ có cắn rứt không thưa quý vị? Chắc có lẽ Thanh Việt không trả lời được câu này, mà chỉ muốn nói rằng lương tâm bị cắn rứt không bằng cái đồng tiền nó bị rơi rớt vào tay người khác. Thưa quý vị là thật sự ra khi hồi nãy Thanh Việt có hỏi cái câu là đây có phải là đời, lời đề nghị của Viện Kiểm sát quá nhẹ dành cho những cái cụ quan chức này hay không? Thưa quý vị thực sự là câu hỏi sai khi nói rằng đây là một cái lời đề nghị nhẹ hay là nặng không thể nào nói nhẹ hay nặng được trong tất cả mọi phiên tòa khi công lý được đem ra thì nó không có nhẹ và nặng mà nó có đúng hay sai khi áp dụng luật không có nhẹ và nặng nó chỉ là đúng hay sai đây là những cụ quan chức đã mất đi cái đạo đức và phong cách đối xử với người dân lao động nghèo khốn khổ tại các quốc gia mà họ đã phải lao động cực nhọc giờ phải à, quay trở về với quê hương thời dịch Covid. À, thưa quý vị, câu hỏi thật sự ra đó quý vị thì phải được hỏi như thế này, phải hỏi được đúng như thế này cái đánh giá, cái đề nghị của các bản án này có đúng theo một cái điều luật nào của bộ luật tố tụng hình sự hay là bộ luật hình sự hay không? chúng ta nên đánh giá như vậy, như thân vị trình bày là không có án nhẹ, không có án nhẹ, án nặng mà là án có đúng theo điều luật hay không? vì sao quý vị? vì tòa là nơi công lý được phục vụ, nhưng quý vị chứ không phải nơi mà cảm tính được sử dụng trước khi có bản án thật sự. Mình đưa ra bản án thật sự rồi mới đưa cảm tính vào với những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng và vân vân Câu trả lời ở đây đó quý vị. Trong cái vụ án chuyến bay định mệnh, lời đề nghị án của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội không tuân thủ theo bất cứ một điều luật nào trong bộ luật hình sự hay bộ luật tối tụng bình sự. Không có một điều luật nào cả. Vì khi họ quyết định giảm từ 2 đến 3 khung hình phạt cho các bị cao là các cụ quan chức nhận hối lộ trên 1 tỷ, thì đây là một điều không chấp nhận. Thế vì không nói bản án nhẹ hay bản án nặng. Thế vì chỉ kết luận rằng họ không lấy được một cái điều luật nào để đưa ra như quý vị và từ đó sử dụng để đưa ra những hình phạt thích đáng dành cho những cụ quan chức này. Không có một điều luật nào để họ tuân thủ. Vì chẳng có một điều luật nào cho phép giảm từ 2 đến 3 khung trong việc nhận hối lộ. Vậy thì làm gì mà lại căng như thế nhỉ? Lời Đề nghị án của viện kiểm soát đó chỉ là bước ban đầu. Bản án sau cùng thực sự mới quan trọng. Thưa quý vị, không hẳn là như vậy. Trước khi trả lời cái phần câu hỏi này, cho phép thanh vượt đi uống một tí nước và quý vị nào chưa bấm nút like thì xin mời quý vị nhớ bấm nút like và để lại lời bình luận cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, cái lời đề nghị án của viện kiểm sát đó quý vị, nó có giá trị chứ. Tại sao lại là không? Có giá trị. Và giá trị 100% đấy cho quý vị. Vì chúng ta đối chiếu lại lịch sử của những vụ án hình sự về nhận hối lộ hay là bất cứ một vụ án hình sự nào thì lời đề nghị của Viện Kiểm sát là cái bước đầu tiên căn bản. Mặc dù tòa không dựa vào đó mà cái đó là một cái bước tham khảo đầu tiên của tòa đối với cơ quan buộc tội là Viện Kiểm sát. Lịch sử đã cho thấy cái gì? Luật sử tố tụng, án hình sự cho thấy rằng đại đa số các bản án thực sự được ban ra bởi tòa là nhẹ hơn lời đề nghị của Viện Kiểm sát. Ôi chà! Ngay ở cái điểm này, thanh Việt tạm gọi là U là rời. À, quý vị đừng, đừng đừng ngạc nhiên và cười rằng thanh Việt sàm xí lại nói lộn rồi nó là u là trời chứ không có trên đời này u là rời thưa quý vị u là rời đó là danh từ riêng biệt của thanh việt phóng sự nha quý vị nha quý vị có thể nói u là trời nhưng thanh việt phải dùng u là rời u là rời u lên là bỏ chạy cái này là bỏ chạy thực sự vì quá hoảng hẳn thực sự hoảng ở cái điểm là gì quý vị khi mà bạn nghe đề nghị bởi viện kiểm sát đã là 2 đến 3 khung nhẹ hơn cái mức án ban đầu. Nha quý vị, nhẹ hơn 2 đến 3 khung ở cái mức án ban đầu. Thì nếu mà tòa đưa ra một bản án còn nhẹ hơn trung bình nữa nha quý vị, đại đa số là nhẹ hơn cái mức án 2 đến 3 khung nữa thì đúng là u là rời là quý vị là bỏ chạy thật sự. Là vì đây là một bản án tự nhiên nó quá nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn. Có nghĩa là cái khung hình phạt nó nhẹ hơn, không thể nhẹ hơn được nữa. Cái bức án nhẹ nhất trong cái khung đó. Mà khi Viện Kiểm sát đã đề nghị giảm đến 2 đến 3 khung rồi. Ô trời! ô là rời. Quý vị có biết tại sao không quý vị? Cái sự lo ngại này càng lớn mạnh hơn. Ủa tại sao phải lớn mạnh vậy? Giảm 2 đến 3 khung rồi. Rồi tòa sẽ giảm thêm 1 2 năm nữa. Rồi lại còn cái vấn đề gì nữa hả? À? Thưa quý vị. Quý vị có biết được rằng ở trong bất kỳ một quốc gia nào vì yếu tố nhân đạo, khi mà cái người đang thi hành án, họ biết ăn năn hối cải, họ biết thế này thế nọ trong các trại thì lúc mà có cái đợt đi xem xét để ân xá, đó quý vị thì họ sẽ nhận được cái suất ân xá và khi nhận được cái suất ân xá thì có khi là bản án sẽ còn giảm nữa thì thưa quý vị lại lần thứ hai u là rời bỏ chạy luôn thưa quý vị ngã luôn đó quý vị từ vì vậy là đã đến đến ba lần được giảm và vì vậy mà chúng ta phải nói rằng cái vị có một cái chức vụ khá cao trong vụ án này đã nói với vợ rằng bà đừng lo bà đừng lo bà cứ no. tôi chỉ có đi um, đi đâu quý vị nghỉ dưỡng dài hạn đó là ông nói một cách nặng đấy quý vị chứ uh, nếu mà sự xét xử như thế này thì là một kỳ nghĩ ngắn hạn chứ không phải đến nỗi dài hạn và đổi lại là gì quý vị Tiền tỷ Tiền tỷ Tôi không phải tiền triệu Tiền tỷ tỉ. Khá thú vị đúng không quý vị Khá thú vị Vậy thì câu hỏi được đặt ra Kế tiếp là gì Thanh Việt đúng là sàm xí sọ Thanh Việt phóng sự sàm xí sọ Hồ đồ à. Tại sao vậy Hồ đồ ở cái chỗ là gì Một số quý vị sẽ nghĩ rằng Đây là một kênh hồ đồ Đọc lại không Việc kiểm soát thì phải dựa theo một cái công thức gì chứ? Không lẽ cứ uh, uh, lấy cái cái năm tháng đó uh, từ ở trên trời đưa tay lên bóc cái bùm một cái cho vào đây một cái à? à ông uh, Nguyễn Văn E, à, tôi nhắm mắt lại nhìn ông mặt ông thấy ghét quá. Lấy một con số cho vào chín đến 10 năm. Bà Nguyễn Thị B, u chà ơi, quá dễ thương, quá dễ thương thôi bây giờ cho giảm một cái án nữa hay đến ba năm thưa quý vị thực sự không phải ngay cả trong vụ án mà được cho coi là không theo một cái điều luật nào được quy định nó cũng có công thức của nó tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy cái công thức đó là gì đã có rất là nhiều lời những cái thơ email gửi về cho thanh việt hỏi rằng thanh việt có nhận định cái bản án như vậy là nhẹ hay nặng nó có theo một cái luật gì hay không thì thanh việt trả lời rằng không biết nhẹ hay nặng nhưng nó không theo một cái quy luật nào điều luật nào nhưng nó có theo một cái công thức chúng ta không thể tra cứu được cái công thức này chúng ta không thể đối chiếu được các cái điều luật trong bộ luật hình sự trong bộ luật tố tụng hình sự đưa vào trong khung hình phạt này vừa cho cả hai tội đưa và nhận hối lộ luôn. Như vậy tại sao lại có công thức? Thưa quý vị, đây. Trên màn hình trên màn hình kính thưa quý vị. Quý vị thấy cái điều gì? Quý vị thấy trên màn hình đó là một cái um, hình một cái biểu đồ. Đúng không quý vị? Biểu đồ này nói lên cái điều gì? Nếu một quan chức nhận hối lộ bao nhiêu tiền tỷ thì cái số năm phạt sẽ là bao nhiêu và cái này nó chỉ đúng ở trong cái bản án dành cho chuyến bay định mệnh mà thôi thanh việt không nói về những cái vụ nhận hối lộ trong những vụ án khác thanh việt không nói cái điều đó thanh việt chỉ muốn nói rằng đây là những con số thật sự đã được đề nghị bởi viện kiểm sát và thanh việt lấy ra thành việc đưa lên cái biểu đồ để cho chúng ta thấy được nhận bao nhiêu tiền hối lộ thì sẽ phải lãnh bao nhiêu năm tù. Tương tự, đưa bao nhiêu tiền hối lộ thì sẽ lãnh bấy nhiêu năm tù. Thì ở đây nó cho thấy một cái ví dụ nè. Cái ví dụ cứ tưởng tượng đi. Cái màu đỏ là cái gì? Màu đỏ là nhận hối lộ. Màu xanh là đưa hối lộ. Vì vậy, dễ dàng nhận thấy rằng đưa hối lộ bao giờ cũng phải nhẹ hơn là nhận hối lộ. Đúng không quý vị? Chẳng hạn một người đưa hối lộ 10 tỷ thì theo cái phiên tòa này việc kiểm sát đề nghị 5 năm. Nhưng mà nếu một người nhận hối lộ theo phiên tòa này tại phải nói rõ nha, theo phiên tòa này thì cái bản án nó có thể là 10 năm. Một người nhận 30 tỷ thì bản án đó có thể là 18 năm trong phiên tòa này. Nhưng đưa 30 tỷ thì chỉ khoảng là 7 năm tù. Đó là cái con số trong cái bản án này. Tuy nhiên quý vị thấy cái điều gì quý vị? Anh Việt có thể đưa ra một cái công thức dựa vào cái số tiền mà đưa và nhận hối lộ. Khi kết nối với số năm mà Viện Kiểm sát đã đề nghị. Và chúng ta thấy cái điểm gì quý vị? Đó là ví dụ quý vị nhìn vào cái hình, cái biểu đồ màu đỏ. Đó là cái việc nhận hối lộ. Thì chúng ta thấy rằng những cái hình tròn tròn đó quý vị, đó là cái cái con số liệu thực sự. Và nó có theo một cái công thức. Đó là số năm tù sẽ bằng với 3,7 nhân cho cái số tiền tỷ nhận hối lộ lũy thừa 0,46. quý vị nha. Đã. Bây giờ một người đã. đi à, nhận bao nhiêu tiền tỷ thì quý vị đưa vào cái công thức này cho lũy thừa 0,46 rồi nhân cho 3,7 thì sẽ được số 5 đi nghỉ mát. Tương tự như vậy chúng ta có thể dùng cái công thức này cho cái việc tiền đưa hối lộ công thức năm tù sẽ là 2,04 nhân cho tiền đưa hối lộ lũy thừa 0,35 vậy là thực sự viện kiểm sát Di dân thành phố hà nội có theo một cái bản án thực sự có theo một cái công thức một cái định luật thực sự luôn thì quý vị thấy là trên cái biểu đồ chấm 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 đó quý vị đó là cái công thức đó quý vị và chúng ta thấy có rất là nhiều cái nốt, cái hình tròn màu đỏ. Nó nằm theo cái, cái, cái biểu đồ đó. Nó đã cho thấy rằng không phải viện kiểm sát tự chế ra cái con số năm tù mà họ đề nghị. Đây nó có công thức thực sự. Tương tự, việc đưa hối lộ cũng có một cái công thức bao nhiêu năm. Nhân quý vị, cho cái vụ án này. Thú vị phải không quý vị? Thú vị. Đó, đó, là cái lý do mà tại sao Thanh Việt nói rằng việc kiểm soát không hồ đồ, không lấy một con số từ trên trời bốc xuống cho thẳng vào đây. Họ có một cái công thức. Và công thức đó là cái số năm tù bằng ví dụ 3.7 nhân cho số tiền tỷ lũy thừa 0.46 chẳng hạn như vậy. Quý vị. Vậy thì chúng ta có thể đối chiếu với những cái vụ án trong quá khứ hay không? À, thưa quý vị, không thể. Đây là cái điểm thú vị như tên Việt đã trình bày. Công thức này không có trong bất cứ một cái điều luật nào mà chúng ta có thể tìm thấy được trong bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự. Vì người nào cứ nhận một tỷ là phải đi trên hai chục năm. Cứ một tỷ là trên hai chục năm. Mà quý vị thấy cái gì ở trong này quý vị? đâu có ai trên hai chục năm ngoại trừ một cái ông đó, thưa quý vị, ông là thư ký của bên bộ y tế, thì ông nhận tới bốn mươi mấy tỷ và ông bị đề nghị cho đi sang kia thế giới để sử dụng cái tiền tỷ này. Còn tất cả những người còn lại cũng là tỷ 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 không thưa quý vị, mà cái mức án là dưới hai chục năm và có khi cái mức án nó chỉ là sáu năm, bảy năm, tám năm một điều không chấp nhận nhưng quý vị không chấp nhận được để cho quý vị khỏi phải đi xa ví dụ trở về, về những vụ án thời kỳ uh, mobile uh, của các cái bộ trưởng mà bị uh, kêu án đó quý vị bây giờ chúng ta nói về một cái vụ án mới đây nhất mà dễ dàng nhất đó là vụ án sách giáo khoa lậu sách giáo khoa giả mà ở đó ông hùng bị khởi tố vì cái tội nhận 300 triệu đồng trong vụ án ngó làm ngơ sách giáo khoa lậu và ông bị đề nghị 9 tới 10 năm tù thì thưa quý vị đối với cái án 300 triệu đồng 9 tới 10 năm tù là đúng vì nó theo khung 2. Nếu người nào nhận hối lộ từ 100 triệu cho đến 200 triệu, thì cái số 5 mà họ phải đi chơi là 7 tới 5 năm. 7 tới 5 năm. Nhớ quý vị, nếu mà trả lại được 300 triệu, thì sẽ đi dưới cái khung hình phạt đó là từ 2 đến 7 năm. Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy cái con số này đó quý vị, lấy cái con số 300 triệu chúng ta cho vào trong cái công thức mà Thanh Việt vừa mới chỉ cho quý vị trên màn hình. 3.7 nhân cho 0.3 thì 300 triệu mà quý vị. 0.3 đổi ra tiền tỷ. Lũy thừa 0.46. Thì cuối cùng cái số 5 nếu dựa theo cách xử ở phiên tòa chuyến bay định mệnh thì ông Hùng chỉ có phải lãnh 2 năm tù. Nhưng quý vị biết rồi, Viện Kiểm sát đề nghị 9 tới 10 năm. Một số quý vị sẽ nói là sì, sì, sì. Thân sĩ sẽ sẽ thành việc xàm sĩ soạn làm. Ai Viện Kiểm sát này khác nhau? Ông Trần Hùng là Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. Còn chuyến bay uh, Đinh Mệ mệnh đó, đó mà có đến 50 mấy bị can bị cáo đó. Thì do Viện Kiểm sát tối cao. Thưa quý vị, câu trả lời là không phải vậy. Cả hai phiên tòa đều được xử tại Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội. Và cả hai viện kiểm sát đều là viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. Vậy thì trong cùng một đơn vị, nhưng họ lại đưa ra hai cái nhận định về cái việc mà nhận hối lộ. Thì đây là một cái điều khá ngạc nhiên. Trong cùng một viện kiểm sát, Vậy thì lúc mà họ họp giao ban rồi sao nhỉ ha quý vị? Đó thú vị. Thế thì chị muốn chia lại cho quý vị. Trong quá khứ, một tỷ đồng, trên một tỷ đồng, lãng tử gần như chắc chắn. Ông Hùng, 300 triệu nhận hối lộ, bị phạt tới 9, tới 10 năm. 9, tới 10 năm. Còn bên của chương bay từ thiện thì như thế nào? trước khi kết thúc chương trình, thanh việt cho quý vị nhìn, mời quý vị cùng nhìn với thanh việt cái danh sách 21 cụ quan chức nhận tiền. cái cột đầu tiên là tên, thôi bây giờ bỏ qua tên, bỏ qua cái tên đi. rồi cái cái cột thứ hai là chức vụ, chúng ta thấy có bộ y tế này, bộ công an này, bộ ngoại giao này, à rồi các tỉnh, này. rồi à, về cơ quan à, của chính phủ nè, văn phòng chính phủ nè, rồi bộ giao thông vận tải nè, ở đầy đủ hết tất cả nha quý vị. Thì cái số tiền mà nhận đó, nhận hối lộ đó là cột thứ ba. Người dẫn đầu là ông Kiên từ Bộ Y tế, 42,67 tỷ. Người ít nhất là ông Lý Tiến Hùng, 0,44 tỷ, tức là 440 triệu. Cái lời đề nghị của Viện Kiểm sát lần đầu tiên cũng là cái viện kiểm sát đề nghị bản án cho ông Hùng. Chúng ta thấy cái gì? Ông Hùng 300 triệu, 9 đến 10 năm. Vậy thì trong cái lời đề nghị thứ nhất, có người nào trong vụ án chuyến bay định mệnh bị đề nghị 9 đến 10 năm hay không? Thưa quý vị, là có. 9 đến 10 năm là có. 9 đến 10 năm là có. Là có ông Trần Văn Tân, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, bị đề nghị Bao nhiêu? 8 đến 9 năm. Sau được giảm xuống tầm 7 tới 8 năm. Và cái số tiền nhận là 5 tỷ. 9 đến 10 năm còn có ông Trần Văn Dự. Nguyên cán bộ quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. 9 đến 10 năm. 9 đến 10 năm. Ông lấy bao nhiêu? Nhận 7,6 tỷ. Một trường hợp khác, 9 đến 10 năm là Bộ Ngoại giao, ông Đỗ Hoàng Tùng, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, 10, nhận là 12 tỷ 250 triệu, 9 đến 10 năm. Ôi cha cha, như vậy, ông Trần Hùng, trong vụ sách giáo khoa, 300 triệu nhận hối lộ, bản án 9 đến 10 năm. Cùng một đơn vị đó, một người nhận 12,25 tỷ 12,25 tỷ kính thưa quý vị. 12,25 tỷ. Quý vị thấy có nhiều không quý vị? Quá nhiều. Có nghĩa là gấp ông Trần Hùng 41 lần. Nhưng án phạt vẫn như nhau. Quý vị. Quý vị. Ông Hoàng Tùng nhận 12,25 tỷ bị đề nghị 9 10 năm cũng cùng một cơ quan của viện kiểm sát nhân thành phố Hà Nội đề nghị bản án cho ông Hùng trong vụ sách giáo khoa khi ông nhận 300 triệu hối lộ là 9 đến 10 năm. Bây giờ thì quý vị đã thấy được cái điều gì? Cùng một cơ quan số tiền nhận hối lộ không phải là yếu tố quyết định cho bản án sâu cùng. Cái điều này khá thú vị. Bản án Trần Hùng thì dựa vào bộ luật tố tụng, bộ luật hình sự và cái bản án là có. 9 đến 10 năm cho 300 triệu là đúng, không sai, không nặng, không nhẹ, nhưng mà đúng. Còn cái bản án dành cho ông Hoàng Tùng, phó cục lãnh sự Bộ Ngoại giao 9 đến 10 năm khi ông nhận 12,25 tỷ gấp 41 lần. Quý vị đã thấy được câu chuyện rồi. Hy vọng rằng Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ có những phiên xét xử đúng người, đúng tội, không khoan nhượng, không nâng đỡ, dứt khoát trong câu chuyện. Thân vị xin được tạm dừng chương trình ở đây và xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. I love you all.